chào quý anh chị, cô bác và các bạn. Hôm nay đi ra vườn dạo dội vòng coi còn gì để thu hoạch không nha. Tại nhổ hết trơn rồi, mới trồng lại thành ra giờ không có gì để hái hết trơn á. Mới ươm lại hết trơn ha. Rồi thành ra giờ đâu còn gì để thu hoạch. Có mình thấy mẹ mình đã hái bông thiên lý đây nè. Nãy giờ hái được nhiều không mẹ? Thấy được nhiều đó đó. Hôm bữa trước mình mới hái bạn. Lần này chắc mẹ hái rồi hả? Mẹ mình hái rồi khúc này bạn. Phải hết rồi. Nè, để như đây nè. Nhiều quá. Còn có mấy trái đậu rồng mà. Bữa mình mới hái rồi. Mà bữa hái mình không có quay. Cái gì hấu rồi bạn. Cái cưng bạn ơi, thấy thương quá bạn ơi. Bây giờ vô chuồng vịt, mời các bạn đi thu trứng vịt với mình nha. Đây là gom được mớ trứng gà nè bạn. Cái vịt đếm kìa, được 2 ổ luôn nha bạn. Đó, đang ổ nè. Đó, rồi 2. Thu trứng cút các bạn. Không có được nhiều trứng cút. Có con cút thì tự nhiên cái con tổ nó bị niễn nè bạn. Nhiều ghê luôn bạn. Đó đó đó, tự nhiên giờ nay cái nó bị niễn vậy đó bạn. Hồi trước nó đâu có bị đâu bạn. Biết sao giờ bị nè. Này, cái mẹ con. 3 4 tự nhiên bị niễn rồi nghiệp quá con. 5 tội nghiệp không? Nghiệp quá con. Gái của mẹ. Ui, đẻ lọt cho nhớ ra rồi. Sao này đẻ ít vậy ta? Có 8 trứng à. Ở bên đây được mấy trứng nữa nè bạn. 8, 9, 10, 11, 12. Rồi có 12 trứng à. Vậy nó đẻ ít rồi bạn. Tự nhiên con cút đó nó bị niễn cái đầu tội nghiệp quá. Rồi. Nay có 12 trứng. Đẻ ít rồi. Đó. Hoa này là hoa băng C các bạn. Hoa băng C. Bạn thấy không, mình vô cái đá nó chưa chín với bạn, mình cột lại. Cái này là ba mình đang đi vô chân ba cái dưa leo rồi bạn. Ba nói gì ba? Quá trời, như sao hè kìa. Để coi có bứng được không. Ông đang đi vô chân nè bạn. Bứng đi đặng mà tán cho bạn về dê. Quá trời kìa. Dây bự dây dài không. Đang đi vô chân các bạn. Còn ở trên đây là mình trồng dưa lưới nè bạn. Không biết được không nha bạn. Bữa ăn trái dưa lưới ta cho ngon quá trời ngon, bự quá bự quá. Đó, 5 chậu. 5 chậu mình trồng 10 cây. Có chỗ này 2 cây, chỗ này 2 cây. Đó, vậy là được 12 cây. Đó. Còn này là dưa leo nè bạn. Đó. Dưa gan cũng vàng vàng và hai trái. Trời ơi, dưa gan ở trong kia kìa bạn, khúc nè. Cái khúc dưới này nè bạn. Có gà 5-6 trái luôn. Nằm dài 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 nó trốn mình ở trong ba cái lá bạn.
qua mình đi dọn xương xương các bạn nhìn mình thấy đây nè. Trời ơi nè bạn, đó thấy không, nó nằm nè ghe kìa bạn, đó đó nè kìa bạn, đó mấy trái bự bự thì đằng kia. Tại sao ba mình dẹp mấy cái lỗ này nó nhiều, sao ông tính dẹp mấy cái lỗ này để em đi dọn lại đó. Quá trời. Kìa bạn, thấy nó nằm trong kia không bạn? Đó. Nằm đó ha. Còn bên đây nó mấy trái luôn bạn. Nói chung là nó nằm cái tùm trong đó, nó trốn trong đó đó bạn. Còn cái này cái táo tàu. Bữa nó cái bông bông ở đây. Kình nó quá, nó cũng mẹ mấy cái bông hết trơn bạn ơi. Còn đây mấy cái không biết có đậu không thôi. À. Đó, còn được mấy cái. Cưng như trứng mỏng mà. Đó, sung Mỹ. Còn cây táo tàu này là cây táo tàu mới mua về nè bạn. Banh dao rồi bạn. Nó chỉ có cái khúc củi vậy thôi rồi bạn. Đó, nó hoàn toàn không có gì hết trơn á. Mà thấy đó, bắt đầu nó ra mầm rồi nè bạn. Giống táo tàu là tròn mà dẹt các bạn. Đó, trời ơi, dưới gốc táo tàu đây. Dưa gan nó nằm rồi đó bạn. Cái đu đủ không biết chín chưa, hái luôn đi. Thấy nó cũng vàng vàng rồi nè. Hái đi. Mình ghét cái đu đủ trái tròn rồi lắm bạn, mà thấy nó cháy quá trời, thế cũng tiếc để các bạn, chứ thật ra là mình muốn đốn mà không gài các bạn. Đó. Trong cái chậu 10 giờ thương các bạn ha. Còn hoa này là kêu bằng là hoa bạch trầm hương nè bạn, thơm lắm nha bạn. Đó, nó bình thường ra bao. Rồi đã có cái cây bông có chút xíu vậy nè bạn nè. Nhỏ thua ngón tay mình nữa, đó. Hồi bữa về về còn nhỏ hơn nữa bạn, 280.000, mắc hay ghê các bạn ha. Kệ. Mấy cái dây trên dây bữa nay nó dài nè bạn nè. Đó. Và bây giờ có người hỏi xin hay mua gì đó, giờ chắc mình phải nhổ lên. Trời ơi nó bự rồi, không biết sao nhổ đây nè. Nè. Thấy không, nó dài thòn lòn, nhổ không biết sống không, thôi kệ ha, nhổ cho người ta hết mấy bụi này đi. Tại mình có trồng bên hàng rào mấy đó đó bạn. Thì bạn thấy mà nó bò nguyên cái hàng rào không? Đó nó dài tới đằng kia luôn bạn, là nguyên cái hàng trên dây của mình rồi, nên cái loại này. Cái này ghề mấy cây con mình cho được, không sao. Hoặc là mình bán để tùy, tùy ba mình. Bạn, đậu bắp mới bữa hổm gieo, mình nói mình gieo mà chút chút các bạn. Rồi cái mình ươm, mình ấy cải vô thêm nè bạn. À, mà cải nè, chưa lớn mà bạn coi đậu bắp lớn ghê chưa. Đó, dưa leo nè. Hai hàng dưa leo bữa hổm mới quay quay đó bạn. Đó, ngày nay nữa. Bắt đầu thấy có trái con chút chút rồi bạn. Lẹo quá ha. Thôi bây giờ mình đi nhổ cái trên dây này kìa. Con này là măng tây nè bạn. Măng tây. Bây giờ ba mình trưa nắng mà bây giờ có người hỏi mua ốc đó, ông lội xuống ông kiếm bắt, bắt là được nhiều bán nhiều bạn ơi, mà cũng không chắc không không nhiều đâu bạn ơi, nhưng mà kệ có nhiều bán nhiều, ta nói về có nhiều ta mua nhiều bạn, ở vườn cũng có lý quá bạn, có gì bán đó đủ thứ hết, đủ đủ cũng bán được nha bạn, có chưa gì chưa già mà chưa hơi 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 chứ chưa vàng mà có người đăng ký nữa rồi kìa bạn. Kêu là đợi trái nó ra mỗi dịch là bán tôi nha. Trời đu đủ ruột đỏ ngon lắm bạn. Cái cây ngoài đó đó. Mình cố tình mình chừa lại trái chín chín là mình ăn thử bạn. Trời ơi từ lúc trồng nó tới giờ chưa ăn được gì bạn. Giờ lớn nhỏ bạn cứ bắt đi. Miễn nhỏ quá thì thả lại thôi. Vừa vừa thì cứ bắt đại. Ừ. Cá ở đây ngại lắm. Câu để cấm cần cái là quốc. Với mình đây mình cho ăn đàng hoàng bạn. Sáng cử chiều cử, cơm cũng có, thức ăn cũng có, cá nó không có đói bởi mau mập bạn ơi. Ở vườn chỉ có nhiêu đó thôi các bạn ha. Ốc vỏ ốc chết rồi tùm lum quăng lên. Cây mận này bữa nay chín mà. Bữa không có con chùm bông mà nay rụng tiêu. Mình tỉa tót nó lại. Rồi. Ok. Giờ ba nhả cái điếu thuốc ra đi, ba ngậm nó tàn hết trơn rồi, cũng còn ngậm hoài. Ở vườn kệ, ổng kiếm được nhiêu kiếm, này là kiếm chút đỉnh ăn bánh uống phê đổ xăng chạy ra vô bạn. Rồi để ông mò đi, chút về mình quay kết quả được coi ha, không biết nay được nhiêu ký nè. Mấy bạn hồi nãy mình quay phim ba mình đi bắt ốc các bạn. Đó, bắt được 3 ký nha bạn. Đây. Được 3 ký mà tại hồi nãy mình đi công chuyện á nên mình không có quay được bạn, giờ chỉ có quay thành quả cho mấy bạn xem thôi, đem về nhà ngoài này rồi bạn. Đó. Ốc cũng ngon quá ha bạn ha. Trời ơi, đó giờ bỏ vô đây ngâm lại đi. Nè bạn lớn có nhỏ có ha. Giòn giòn cả đây ăn mới ngon bạn ơi, bự quá ăn cũng không ngon ha bạn ha. Đó, được 3 ký. Rồi, được có nhiêu đó đó bạn ơi.
Dạ. À, nhỏ xíu rồi, mới chưa, trời ơi, nhỏ còn nhỏ. Hai nhỏ cải bè xanh ăn lẩu mắm nha mấy bạn. Nhỏ hết luôn này hả? Nhỏ đại đi, non ăn ngon, còn ở trong mấy chậu kia nữa kìa, hai nó lớn lớn đó. Cái này bự nè. Ừ, cái này cũng bự nữa nè. Ba mình thì đi tuốt bông bó lá gì? Tại tận. Chị dâu mình đây. Này cắt không hai. Hai. Hư rồi. Rồi hai gào lấy vào mổ trâu. Trời ơi, chậu rau giòn quá trời quá đất rồi. Hồi ra kêu đi hái con má nữa. Thì nói chung giờ có rau gì vô rau đó trong vườn đang ăn lẩu. Có rau đắng nữa nè bạn. Rau đắng bên đây khác nè bạn. Rau đắng mé bên kia với cái bụi rau găm bên kia đó bạn. Hôm nay mình nhân ra mà giờ nó ra thêm một mẹ vừa rau găm rau đắng nữa nè bạn. Hai chỉ cần ngắt cái non thôi một hồi vô khỏi lặt nghe hai. Nè mấy giá sùi đi nè mà ngon ha. Ngon. Có chín đưa vô miệng nó đã. Đường trái bự nhất ngon cho mẹ. Ừ, ngọt không? Đây mấy ăn hoài. Trời nó khóc. À, mấy bạn, em dâu mình mới vừa mất á. Rồi sáng giờ cả gia đình tập hợp đi đám trong đám ma mới về tới bạn, giờ đó bụng quá rồi, trong đám mình không có dám kiểu như mình không có dụng gì á. Gia đình nó bụng rồi giờ chạy về mới về tới nhà rồi tranh thủ đi nấu nồi lẩu mắm là ăn liền bạn. Nghiệp bệnh bạn ơi, bệnh nay mấy năm rồi bạn ơi. Thì nay mất rồi. Mất là 3 giờ rưỡi khuya, còn trẻ bạn ơi có 37 tuổi bạn, tuổi thìn. Bây giờ tranh thủ đi ấy xong rồi ngày mai con rồng. À, mất năm rồng luôn chị, tháng rồng luôn, tháng thịnh luôn. Ừ. Mất ngay cái giờ thịnh luôn chị. Bây giờ mình tranh thủ mình về được nhà rồi mình nấu nồi lẩu mắm mình ăn cái đi rồi xong rồi rảnh rồi chạy vô đám tiếp bạn. Ở đây quơ ít rau má nữa bạn. Nào nhúng lẩu được rồi nhúng nha bạn nè. Đó, cái gì nhúng lẩu được rồi nhúng. Trong nhà có chuyện buồn ăn uống cũng vui vẻ bạn ơi. Lựa lựa cái nào đẹp đẹp hái, xấu xấu khỏi, má công lụm lại. Có ít ngọn rau muống bạn đặt luôn, sát bên luôn đặt luôn. Lựa cái nào non non thôi. Được mấy cọng đó, mấy cọng. Bữa thấy cuốn bụi hết mà bữa nay nó mọc lại cái má hả? Dạ. Cái má đó nó lẹ lên đó. Bữa thấy ba con nhỏ. Đúng rồi, tại bữa đó ấy xong rồi cái gãy phân bữa nó rụi. Ít cọng rau muống. Đây. Trời ơi, nhà này có mấy người mà làm gì mà gỗ. Họ không dám là mỗi lần ăn là gỗ rau không đó chị.
Cái đu đủ chín bói nè bạn, bây giờ mình sẽ hái vô nha bạn. Đợi một hai bữa nữa. Đợi một hai bữa nữa. Chín mình ăn nha bạn. Chị hai mình bả xin trên dây của hàng xóm nè bạn. Đó, xin trên dây hàng xóm. Đây được cái này. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn đã thích thì tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha bạn. Chào tạm biệt mấy bạn.